Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Hiện tại thì mình đang có mặt ở server đấu trường. Và cụ thể đó chính là server cao cấp. Khi mà chúng ta đã đạt được hạng 1 với lại hạng 2 của thi đấu môn phái vừa rồi, anh em nhớ vào. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là hết rồi. Nên là cái video này của mình cố gắng làm nhanh để cho anh em có thể vào, anh em kiểm tra. Những anh em nào mà tham gia được chung kết thi đấu môn phái vừa rồi, anh em vào cái server đấu trường này. Ở server S1 đến S50 đấu trường siêu cấp, S52 đến 102 đấu trường cao cấp. Ở trong server đấu trường này, anh em hãy kiểm tra coi nhân vật của mình có được copy đầy đủ những cái phụ kiện hay không. Thêm một cái nữa, chúng ta test xem cái văn cương đồ các kiểu nó có ổn hay không nha anh em. Kháng thổ, kháng chí mạng, quá trời quá đất. Rồi, ok. Có một tình trạng đó chính là chúng ta không lấy được văn cương ra ngoài nha các bác ơi. Một bé, bé thứ hai để coi coi cường quá có lên không. Full cường quá ơi, full cường quá ơi, không nói được. Mình không dám tháo đồ anh em. Tháo đồ ra mất công bị này nọ linh tinh nó mệt lắm. Tấn công, sát thương chí mạng. Thời gian cho anh, tỷ lệ cho anh. Mặc vô được không? Thay đồ được nè. Ok, thay đồ được. Chúng ta có thể thay đồ. Khắc lên rất là nhiều rồi. Một chấm năm hết tất cả rồi. Ba chấm năm. Ghê thiệt. Ghê thiệt, ghê thiệt. Ok, sẽ thử nha. Khắc được không? Không khắc được luôn. Ok. Vào bí kíp. Đoạn môn đào. Ta hộ hộ bác. Chính xác ngay tránh. Tha bí kíp ra. Mày bí kíp vào. Mày bí kíp không được luôn. Rồi. Tha bí kíp ra là mất luôn. À được, má hết hồn. Trời. À, con tim đập loạn luôn anh em. Vãi nồi. Tôi tưởng là không cho. Trời ơi. Trứng cút chạy lộn xộn luôn. Vãi nồi thiệt anh em. Trời ơi, ta nói là tôi thử là mang cái thằng bí kíp vô coi được hay không. Bấm vô nó không cho luôn. Bà nội ơi. 2.7 triệu. Và bấm lại nha. Rồi ok. Bấm lại là còn. Cho dù tháo hay không nó vẫn giữ nguyên luôn anh em. Không cho đổi bí kíp luôn. Hai cái phát hiện rồi. Ba cái chứ. Còn gì nữa không ta? À mua đồ. Chúng ta thử mua đồ có được hay không. Sắp tĩnh tâm. Để coi coi. Chúng ta đẩy lên coi nó có được. Ui cái này nó full rồi. Nè. Này không thay được bí kíp rồi. Tuyệt học. Tuyệt học này nó hỗ trợ mình căng lắm ấy nha. Thôi không đụng vô tuyệt học đâu. Ghê lắm. Chúng ta thử mua bùa coi. Nhầm, ăn bùa chứ cái. Ăn bùa có được hay không nha. Giờ là mình cần một cái bùa là cái bang nè. Chúc mừng đại hiệp đã ăn được cái bùa. Chúng ta đã có được một cái bùa là thiên vương rồi. Chúng ta lẫm cái này vô. Cái bang luôn. Chúng ta ăn bùa được nha. Ăn phù được. Nãy mình quên kiểm tra nó bao nhiêu phần trăm. Thôi như vậy là ok. Ăn phù được. Rồi tiếp tục. Mua cái gì đây. Trong đây thì không có gì cả. Ngày siêu lợi. Ăn cường quá ngũ hành các kiểu. Ăn cái thằng này. Sinh lực cơ bản. Tấn công cơ bản. Rồi ok. Thì sau khi mà cua cho anh em xem những cái này. Những cái như là khảm khiết đồ các kiểu. Có lý do hết anh em. Có lý do hết. Lý do tại sao mà cua cho anh em xem những cái như là khảm khiết đồ các kiểu.
Tại vì trong cái bài viết hôm qua của Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile trên fanpage, nó thông báo là danh sách vòng loại hạng siêu cấp với lại cao cấp cái kiểu trong cái phần bình luận á, thì Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile đã ghi một số tính năng trong đấu trường sẽ bị xóa hoặc đóng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tính năng như các tính năng mạnh hóa nhân vật, kỳ chân cát, bày bán, giao dịch cá nhân, đấu giá và các tính năng khác không liên quan đến việc thi đấu. Mình không hiểu là nó ghi cái chữ bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng như cái đó là không hiểu. Nhưng mà theo cái trình độ 12 năm học vấn của mình thì mình thấy là những cái tính năng như là mạnh hóa nhân vật nó sẽ không có được chúng ta thay đổi. Rồi kỳ chân cát nè cũng không được, là không được bày bán, không được giao dịch, đấu giá đồ các kiểu con đà điểu. Rồi có một anh em mình che tên lại nhưng mà để logo để cho biết là thực sự là tôi lấy từ cái bài viết đó. Đó chính là: anh bạn ơi có thể giải thích thêm được không? Cứ mù mờ như thế này làm sao mà biết? Rồi sau đó là Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile đã trả lời, hay còn gọi là Satom đây ha. Về cơ bản các thao tác tăng binh giáp không thể thao tác được tại các máy chủ đấu trường ạ. Kể cả sử dụng bùa. Nhưng mà chúng ta đã sử dụng bùa được. Mình không biết cái chữ bùa này là cái bùa gì của con Satom đã nói, nhưng mà tôi vẫn sử dụng được, đúng không? Rồi quay lại cái nhân vật của chúng ta. Không tin thì chúng ta ăn thêm một cái nữa. Ví dụ như là cái nhân vật của mình đang có kháng thổ, đó chính là 5k7, và chọn thêm một thằng kháng thổ nữa. Ok, 5k7 mấy? 5k7 58. Lẫm vô 5k9. Vẫn ăn bùa được. Ok, quay lại cái phần comment tiếp. Rồi tiếp tục. Có một bạn nữ rất là xinh đẹp nói: vậy được thay đá hoặc là trang bị trong rương mình được không ạ? Xong rồi Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile cũng sẽ tâm đã nói: thay đổi trang bị thì được nhé huynh. Người ta gái mà kêu huynh ba. Ví dụ huynh đổi hệ phái thì có thể thay đổi vũ khí khảm đá thì không. Đổi hệ phái thì thay đổi được vũ khí, còn khảm đá thì không. Một cái điều hết sức vô lý đã diễn ra ở đây. Đó chính là sao? Ví dụ như cái nhân vật của chúng ta đang là nhân vật Đặng Bảo Tuệ Lâm. Anh ấy hôm qua đã build cho nhân vật của anh ấy kháng thổ. Có thể vào ngày chủ nhật thi đấu môn phái ở trong server cao cấp này. Anh ấy vào chung kết đi, đúng không? Chiến thắng vào chung kết. Vô cái vòng chung kết, gặp ngay một cái con hệ kim. Chúng ta mang kháng thổ là vô lý, chúng ta không thể đổi cái kháng khác. Quá vô lý, đúng không anh em? Tại sao? Ví dụ kháng thổ của chúng ta 11 sao. Tôi có một cái khác là kháng kim 11 sao luôn. Ví dụ vậy, tại sao không cho tôi thay đổi? Nó có tăng binh giáp đâu, đúng không? Ví dụ tôi gặp thằng kháng mộc, tôi không thay được, tôi phế cái dòng này. Cái điều này gây ra rất là nhiều phẫn nộ của rất là nhiều anh em. Nhắn tin cho cô một đống luôn. Tại sao Vinagame làm vậy? Không phải là anh em phát hiện ra không lấy được khi mà anh em vào server đấu trường, không. Mà cái bình luận của Sơ Tâm giải thích ra làm cho anh em rất là bức xúc. Bức xúc ở chỗ nào? Người ta đã chuẩn bị rất là nhiều đá kháng rồi để đối đầu ở trong cái vòng chung kết, nhưng mà bây giờ không có thể nào mà tháo ra được. Bây giờ mở cái khảm đi để người ta có thể có những cái chiến thuật, người ta gặp những môn phái khác. Có nhiều anh em bây giờ là họ để một đống đồ, một đống cái đá kháng ở bên ngoài đây, xong rồi cái bây giờ không thể thay đổi. Nè, hai cái này nó ngang bậc nhau nè, kháng thủy nè, kháng thổ ngang bậc nhau nè, không thay được nè, thấy không? Quá thiệt thòi luôn. Cái thứ hai nhiều anh em bức xúc là tại sao Sơ Tâm và Vinagame không có thông báo kỹ cái vụ này, không có nói luôn, không được khảm đá luôn, chỉ ghi là tuyệt đối không có được đổi tên thôi, không có cho khảm đá, không có tuyên bố luôn, không thông báo cho người ta biết luôn. Người ta chuẩn bị một đống luôn, nên là hy vọng là Sơ Tâm hay là Vinagame có thể chỉnh sửa lại cái này để cho anh em có thể có nhiều chiến thuật. Người ta có nhiều chiến thuật lắm chứ bộ. Ví dụ như là cái anh Đặng Bảo Tài Lâm này đi, cái dòng sau ảnh gặp một cái môn phái Nga Mi, đúng không? Nga Mi trưởng
thì ảnh build kháng thủy vào, ảnh build, ảnh build vô cái thằng thời gian ngũ hành giảm vô. Rồi bây giờ anh đã chuẩn bị hết trơn rồi, rồi giờ không có thể thay được, mất luôn cái chiến thuật của người ta luôn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, không có thông báo trực tiếp cho người ta để biết người ta thay đổi. Làm như vậy là chắc chắn là nhiều anh em sẽ rất là bức xúc. Top 1 của các server đã nhắn tin cho cô rất là nhiều. Nó làm vậy là thọt quá trời thọt luôn. Bây giờ anh em cứ nghĩ đi, may là cái ạc này nha, đặc bảo tài lâm này nè, đã mang cái kháng thổ vô, nên là cái vòng loại vào ngày chủ nhật có khả năng là anh em vào vô vòng chung kết luôn. Rồi có một số ạc khác như là ạc của anh Bướm. Rồi anh ta bị copy nhưng mà không có mang kháng mộc. Vô thi đấu môn phái hệ mộc mà không mang kháng mộc thì chắc chắn bị ăn đam mày. Tại vì sao? Họ không có nghĩ là không thể thay được băng cương, hiểu không? Nên là cực kỳ bất cập ở chỗ này. Hy vọng là Vina Game có thể chỉnh sửa nhẹ cái khúc này để cho anh em có thể vào hai băng cương, chứ thay băng cương nó đâu có làm gì đâu mà u quá. Cái là chiến thuật của ông ta mà, nó cũng không có tăng lực chiến luôn. Gọi thêm cái là tuyệt học thì có thể u quá, ok được, không thay đổi thì đúng. Nên là hy vọng là Vina Game sẽ xem xét điều này, tại vì cái này kháng thổ, cái này kháng kim, kháng thủy rồi nè, nó ngang nhau mà, mình có thể thao theo chiến thuật của mình chứ. Và một số anh em do họ build xong rồi cái họ mang vô để họ, đâu có phải là lúc nào họ cũng mang vô kháng thổ chăm chăm đâu, họ còn ở những server của họ nó còn kháng của người ta nữa chị, còn những cái build đồ của người ta khác chị, ví dụ họ muốn mang sinh khí vô nó mà họ đỡ để cái thằng kháng ở ngoài đây. Làm như vậy thì rất là nhiều anh em sẽ khó khăn đúng không? Hy vọng là Vina Game có thể xem xét và chỉnh lại chút xíu chỗ này để cho anh em có thể đỡ đi cái phần đầu tư cái đá. Trời, vừa nghe Minh Chủ Gió Lâm Minh Chủ anh em rất là sướng. Có thể là đánh nhiều server rất là sướng, rất là thích đánh những môn phái khác nữa, quá ngon luôn. Nhưng mà giờ ra vậy thì anh em là ôm đá là chết ngắt luôn, đúng không? Thiếu cái phần chiến thuật của anh em luôn, bất một cái chiến thuật của anh em về cách build đồ nữa, khá là uổng. Hy vọng là Vina Game có thể xem xét lại nha. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha. Bây xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.